Quy xin chào bạn. Mời bạn cùng Quy dưới 2000 theo chân Phúc đi chạy kiếm ít mồi cho chiều nay. Quy đang ở xã Định Trung của huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Như bạn nhìn thấy mấy hàng dừa này là thấy biết đặc trưng của Bến Tre hả bạn ha? Bến Tre là xứ dừa mà. Quy cũng không biết tại sao mà cái tên là Bến Tre mà không lại không tên là Bến Dừa. Nếu mà kêu đúng phải gọi là Bến Tre nha bạn. Cái người Bến Tre sẽ kêu âm trờ thành chữ tờ. Có tập. Con một. Mùa này tôm nó rẻ. Không tôm bự. Lóng lóng vậy hả? Lâu lâu mới có tôm bự không? Có rồi. Chạy kiếm con thôi hả? Kiếm chuyện con chạy đủ. Mấy đứa thường bị chửi khùng á. Điếc rồi hả? Ốc được rồi, ốc ngon không? Ốc này bu vàng hay không? Tôm mới ăn uống được thôi. Nè được hai con. Coi con tép. Đây tôm tôm càng nữa bạn, nhưng mà này gọi là tôm lóng thôi. Định dẫn kia nó mang dép sao đi. Nãy định có hai thằng đi rồi kiếm tôm. Có tôm. Con còn ở đây dùng. Ngon ha. Con ở trên đầu nữa kìa. Mương dừa mà mấy bạn thấy tôm đóng nó vô. Đâu. Con trên đầu nữa mình mới dùng. Mới thấy xong. Không có à? Tùm lao quá ngang. Trời ơi, ông. Tôi muốn tống chạy qua tới bên kia rồi. 2000, có bị quýnh cái nào không? Ba buổi. Ủa ông bần mà đóng ngay cây dừa. Thấy mốt tự nhiên, ôi da tóc chạy. 2000 cũng bị quýnh nè. Nè cho bạn coi của ông nè không? Đây gọi là ông bần, ở trên mình gọi là ông bần, nó hay đóng mấy cây bần á. Một ổ nó có thể 40-50 con. Phúc nó nói bị đánh hai cái, 2000 bị ba cái. Hên mình chưa lũi vô, giờ mình vòng lại. Quýnh vô tay hả? Ba mũi. Đen mũi. Đen mũi, lưng mũi nữa. Quất ngay cái đầu con gồng luôn. Đầu gồng là không bị đánh. Phúc bị đánh ngay đâu? Còn hai bên tay nè. Đâu? Đây chứ. Đây ngang. Chỗ nào? Đây dưới đây. À tay hả? Nè nè bạn, đây là dấu ông đánh nè. À, thấy không? Sưng cái tay lên luôn. Thấy bạn thằng An. Tự nhiên nghe ui da thấy tóc chạy. Một bậy luôn á. Một bậy con vừa quay, con vừa đứng lại cái quay lại cho lưng thấy quá trời tu luôn. Thấy một bậy mà. Cá nhỏ nhỏ lắm, cá gì? Thả nó xuống dưới đi, không bắt là thả. Thả xuống lại cái cá nhỏ nhỏ đó, cá gì ngồi. Cái này Vinh. Ừ. Mày Vinh đi thả đi cho mốt nó lớn. Không bị hại đâu, thả đi vô nhỏ chứ. Không ăn còn phá luôn. Đúng rồi. Thôi là chiếc nước quý vô đợi đợi. Có cục nước đá chậm. Hai ngàn nữa. Thấy anh Phú chạy không biết gì đứng lại coi nữa.
Nè, vậy để quýnh bà phát như lũi lũi đầu ngay của ông luôn mà nó sát với cái ngay cái hướng đi tới luôn. Ông này dưới đây gọi là ông gì? Ông sắt hả? Đánh như cục sắt chọi đầu luôn. Nó chảnh gọi ông bần. Nè nghe cái ấy nè Phúc. Dương nát hết được luôn hả? Kìa kìa, chà bá luôn kìa. Trời ơi lặn ơi. Ừ, thịt 2000 độc nè, nó sưng chà bá luôn. Hai lỗ luôn. Một chỗ hai lỗ luôn. Chờ cái nãy ngón này nó không sưng ta. À, chỗ đó không sưng được. Nè, nó đánh ngay con rồng miệng rồng luôn. Mày dữ ha, rồng ha. Ông là không có ngán ai hết á, rồng rắn gì quất sạch. Tép đất, tép đất. Ờ, tép đất quá chừng nè. Lượm hết ngang. Ba bốn con luôn. Nhức tay quá, lượm hết nổi rồi. Anh nhức tay em không nhức à, anh mới dứt rồi. Chó của Nhân hả Phúc? Chó của Nhân hả? Nè thương cho roi cho giọt á. Giải là vì ông đánh là anh hai cho 5 xị. Ờ. Ông đánh là anh hai cho 5 xị. Kia. Thầy biết. Thì em ai ra rồi. Thì phải là cho tao biết là có ông thích chứ. Nổi không 2000. Các bạn, ở đây là có một cái ao tôm người ta nuôi theo kiểu quảng canh. Quảng canh là người ta chỉ thả con giống thôi để cho nó tự ăn nó lớn. Đây mấy bạn thấy có mấy cái lưới nè, người ta sẽ chặn lại nó, tôm nó vô mấy cái này thì tôm lớn người ta sẽ bắt lên, tôm nhỏ người ta thả lại nuôi tiếp. À, xem chú dính rồi. Dính không? Vô rồi, thấy vô đó. Lặn ra rồi. Cái cầu dừa huyền thoại của Bến Tre nè bạn. Bạn nhớ cái bài hát coi cầu dừa không? Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi, đi mà té cái bịch cái hết quay phim. Rồi lại vô dính nè. Đây bà con mình vẫn xài bếp củi các bạn. Nên bạn thấy chẻ lá dừa để chùm bếp củi nè. Ơi, lâu lắm rồi mình mới thấy lại con cá bóng này. Đây là con cá bóng đeo nè các bạn. Nó thả đây, nhỏ. Nó hay đeo trong mấy cái cây trụ đồ ở dưới mình cắm dưới nước á, hay đeo bập dừa rồi cá bóng đeo. Cắm đầu quá. Hai bán chục viên mới hôm nay giờ mới trúng. Hai viên à. Quay rồi mình lấy lên mạng hay gì? Dạ đúng rồi chị. Dạ. Qua đây. Thích ra cái màu. Máu
con bự không chịu quá. Trời đất ơi, nhắm dưới nó. Trời đất ơi, sát bên luôn. Trời ơi, lâu lâu cũng còn nhìn thấy những cái mái nhà lá này các bạn. Nhà lá tại đá lụa. Cá đây giờ là bự rồi đó. Cá đây mà so với cá Sài Gòn hoài ta. Cá quê bự gấp 3 lần. Hãy trình ra là giờ lại làm cái tiền không? Có gì bạch bạch đó. Phi. Nãy giờ mới thấy con lớn lớn nè. Thấy ngán. Bỏ vô đi. Dục cái chân nữa. Gãy đâm đầu chết. Còn cá thì không sợ nó phi đâm. Mà bắt cá thì sợ nó đầm. Nè, xịt máu nè mấy mày. Chết luôn cũng được. Dữ về đồ ha. Nếu mà cái lóc thì khó ăn à. Lóc nó chuối. Á, đựng tôm nè. Hai con luôn. Ồ, vậy là mừng rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Ây da, ôi da, kẹp. Ui da. Ui da. Đuôi à. Tập nguyên đột xong tới nấu anh hô. Ừ. Quá chừng nè, cái này được nhiều nè. Nãy giờ. Ốc bu vàng hả Phúc? Phi. Bỏ vô đi cá phi trắng bóc con tôm là buồn cá cá phi trắng bóc hả? Ừ. Không giống cá phi mình coi đó, đó có gì trống cái này hai, hai ngàn hay quá hai vậy ta mấy ống này ai bỏ vô đây à không còn đặt nhiều chỗ luôn. Bảy bảy cá lóc mấy bạn. Cắt cái ống cái bỏ xuống nữa ao nè, riết mấy cái mương nè. Rồi riết cá lóc nó vô nó biết chỗ nó ở nó chui vô đó. Lâu lâu mình đi thăm cái dính. Đi nhẹ đi, đi nhẹ về. Về tới được không? Dính con bự chà bá nó coi. Đó, dính. Xong. Trời đó. Nghe nó cái tay chập bá gì mà để cho nó chạy. Uổng ghê. Cẩn thận. Bạn chờ 2.000 nha. Qua được. Giò dài. Chờ đợi một cái cú tiếp nước bụng. Anh Lẩm ơi, anh là người cầm giỏ. Cái thằng Tông con khỉ hay nhẹ. Đầu tao cứ ngắt.
Đây, đưa đây. Quay đầu tao thử. Đúng. Chua, ăn được. Chua chua để ăn. Còn con nữa kìa. Tôm đất này ăn hấp nước dừa ha. Cắm đậu đất luôn. Đâu anh ném cho không? Không, người bỏ vô tay ai giữ lâu nhất ăn. Nó quýnh không còn gì. Chơi không khỏi chạy luôn, ngon lắm nè. Ủa quen hả, chó này quen hả? Quen là quen. Chúng ta đây nó đâu xuống nữa. Mấy anh em mình về tới nhà nhân rồi bạn. Vô nhà cho coi bạn coi kết quả hôm nay hả bạn ha. Sao nó anh đâu? Đây, buổi chiều của mấy chú cháu được nhiêu đây? Nhà quen mới tám hết tích gì vậy? Trong đây như bạn thấy có cá lóc nè, rô phi, cá sặc, tôm lóng ở dưới tép bạc đất. Có được con cá bóng sao nữa, các bạn thấy cá bóng sao nè, cá bóng sao 2000 bắn đem theo 30 viên bắn được con cá bóng sao. Mai mình sẽ cho Phúc chứ 2000 thử thách là Phúc sẽ dùng ống thổi để thổi cá bóng sao, còn 2000 sẽ dùng ná để bắn, coi ai sẽ được nhiều hơn ai. Rồi Quy cảm ơn bạn nha, Quy chào bạn nha, kết thúc clip này ở đây. Bạn nào thích mấy con trâu của đồng quê nè, đây có mấy con trâu này không, dễ thương không? Mình mặc áo đỏ nên mình không dám lại gần nha bạn, trâu bò mặc áo đỏ là nó hút chết à.